Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan từ các nước láng giềng vào nước ta là rất cao. Thủ tướng Chính phủ vừa ra công điện về tăng cường phòng chống dịch. Các ngành, các địa phương trong nước thì đang tiếp tục triển khai thêm các biện pháp để có thể kiểm soát dịch bệnh. Trước nguy cơ tái bùng phát dịch, một lần nữa lại cần phải nhắc nhở trách nhiệm của mỗi người dân trong việc phòng dịch vì sự an toàn của chính mình, của cả cộng đồng, nhất là những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cả cao điểm hè sắp tới đây. Ghi nhận sau là của phóng viên thời sự tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng chủ nhật, rất đông người dân, du khách chọn Thảo Cầm Viên Sài Gòn là điểm vui chơi nghỉ mát. Hầu hết khách tham quan đều chủ động trong việc mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn tại cổng ra vào. Những em nhỏ cũng được phụ huynh trang bị những chiếc khẩu trang nhỏ xinh để bảo đảm an toàn. Tuy là tình hình dịch đang được kiểm soát nhưng mà mình vẫn phòng ngừa thì vẫn hơn. Nhiều khi mình đi đông như vậy thì mình cũng không biết sao. Thì mình không thể nào mà biết được người nào nhập cảnh, người nào nhiễm bệnh hay là có nguy cơ tiềm ẩn, cho nên tôi nghĩ là việc đeo khẩu trang là cần thiết. Mọi người nên đeo thường xuyên khi ra ngoài, nhất là nơi công cộng. Tuy dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đang được kiểm soát tốt, nhưng nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các nước láng giềng luôn rình rập, nhất là từ nguồn nhập cảnh trái phép. Siết chặt việc thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là việc đeo khẩu trang nơi công cộng là biện pháp số 1 được đặt ra cho công tác phòng chống dịch. Xử phạt nghiêm các trường hợp mà ở các nơi công cộng mà không đeo khẩu trang là phải xử phạt. Và tới đây các lễ hội, các ngày nghỉ nhân 30/4 nhất định phải kiểm tra thực hiện nghiêm, không loại trừ có những trường hợp là lọt. Và những trường hợp ấy nếu nhiễm bệnh mà ở các sự kiện đông người, ở bến xe đi lại mà chúng ta không đeo khẩu trang, không thực hiện nghiêm thì nguy cơ khôn lường. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 và cả cao điểm du lịch hè sắp tới, nhu cầu đi lại của người dân được dự báo là tăng cao. Các sự kiện, hoạt động vui chơi, giải trí sẽ bùng nổ. Nguy cơ dịch COVID-19 có thể cũng bùng phát bất cứ lúc nào. Vì vậy, chủ động phòng dịch từ ý thức của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi đơn vị lúc này là rất cần thiết. Vô đây thì anh em bảo vệ là luôn luôn là nhắc nhở là dân phải đeo khẩu trang và xịt tay sát khuẩn. Nếu mà chạy vòng vòng mà thấy người ta mà không đeo cũng nhắc nhở lại. Mỗi cá nhân đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19, cùng tuân thủ thông điệp 5K, đeo khẩu trang đúng nơi, đúng lúc, giúp mọi người an toàn phòng chống dịch bệnh, an tâm vui chơi lễ Tết.